chọn sử dụng nồi hấp tiệt trùng SGFWK của hãng Sinjin Hàn Quốc. Thì đầu tiên mình xin giới thiệu tổng quan về nồi hấp tiệt trùng SGFWK. Đây là dây nguồn của nồi. Công tắc. Màn hình hiển thị. Đồng hồ áp suất. Van xả áp khẩn cấp. Bình dự trữ nước, mình có thể quan sát được mực nước ở đây và điền nước vào vị trí này. Nồi sẽ cung cấp hai vỏ lưới để mình để mẫu. Đây là phần đế của nồi. Ở series này thì mình sẽ có hai điện trở, một sensor nhiệt, sensor cảnh báo quá nhiệt và sensor nước. Tiếp theo mình xin hướng dẫn vận hành nồi hấp tiệt trùng SGFWK. Thì sau khi đã chuẩn bị các sản phẩm can tiệt trùng thì chúng ta sẽ bỏ vào nồi và đậy nắp lại. Sau đó điền nước vào vị trí này. Sau khi điền nước xong thì mình đậy nắp bình dự trữ lại. Sau đó cắm nguồn nồi hấp vào. Bật công tắc. Lúc đó thì nước từ bình dự trữ sẽ được điền vào bên trong của nồi. Mình có thể quan sát ở đây. Một lưu ý quan trọng là nước được sử dụng cho nồi hấp tối thiểu phải là nước cấp hoặc là nước RO để kéo dài tuổi thọ của điện trở và nồi hấp của mình. Và đây là phần cài đặt. Màn hình sẽ hiển thị hai giá trị, BV là nhiệt độ thực bên trong của nồi, SV là nhiệt độ chúng ta cài đặt. Phím Start Stop để bắt đầu và kết thúc quy trình. Phím Set dùng để cài đặt. Phím qua lại và lên dùng để điều chỉnh các giá trị. Phím AT để kiểm tra cái thời gian còn lại của quy trình là bao nhiêu và auto tuning. Đây là đèn hiển thị quy trình. Đầu tiên nhấn giữ nút set 3 giây để cài đặt nhiệt độ. Chúng ta dùng nút qua lại và nút lên để thay đổi các giá trị này. Thông thường thì chúng ta hấp ở 121 độ thì ở đây chúng ta đã cài đặt sẵn. Sau khi đã cài đặt nhiệt độ xong thì bấm nút set 2 lần để lưu giá trị. Sau đó cài đặt thời gian hấp. Thì cũng tương tự như cài đặt nhiệt độ thì chúng ta sử dụng nút qua lại và nút lên để thay đổi thời gian. Thời gian tối đa của nồi hấp là 99 giờ 59 phút. Hiện tại tôi đang cài đặt sẵn là 5 phút. Sau khi đã cài đặt thời gian xong, nhấn phím set 2 lần. Đây là thời gian của âm thanh báo hiệu kết thúc quy trình đã được cài đặt với 30 giây. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể thay đổi cái giá trị này. Sau đó nhấn giữ nút set 3 giây để lưu các giá trị mà mình đã cài đặt. Và nhấn giữ nút start 3 giây để bắt đầu quy trình. Đó là tiếng báo hiệu khi nồi thiếu nước. Khi thiếu nước thì nồi sẽ không cho vận hành và chúng ta tiếp tục châm nước vào. Sau khi nồi đã đủ nước, chúng ta nhấn giữ nút start 3 giây để bắt đầu quy trình. Khi đèn báo hiệu chạy đến đây thì cũng đồng nghĩa là quy trình sẽ kết thúc. Trong quá trình vận hành thì van xả áp khẩn cấp phải luôn luôn đóng. Và khi kết thúc quy trình thì người sử dụng bắt buộc phải đợi áp suất trở về không và nhiệt độ dưới 80 độ mới được mở cửa để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.